chờ mong điều chi, dành lời tình mộng ảo, biết kiếp người thực hư. Nhìn từng dòng thiên thư, sáng anh kiềm huy hoàng, soi đường ta về màu Phật đạo thần hộ pháp, chính pháp truyền nhân gian. Trong cõi nhân sinh điều chi đáng giá, một lần nghe đạo là niềm vui thiên cổ. Phật chủ giảng đạo mấy ai đắc được, thánh duyên vạn năm cần phải trân quý.